Chào anh em, buổi sáng quê mình hôm nay trời nắng rất là đẹp mọi người ạ, một ngày tuyệt vời. Chào mọi người nhé. Đấy, mọi người đã đến với video tiếp theo của mình và bây giờ thì các bạn cùng đồng hành với lại mình trong cái video ngày hôm nay. Đây, anh em mình. Hôm nay thì lúc nãy mình có việc nên mình chưa quay được buổi sớm. Thử đi nét cho anh nhé. Nhá. Sao ấy? Đi sao ấy? Ngáo rồi. Ngày hôm nay thì hôm qua đoạn cuối video anh em có, nếu mà theo dõi kỹ thì bọn mình có bảo là hôm nay thì bọn mình sẽ xử lý những cái vết mà bị vọng nước ở cái lần sơn trước này. Bố mình đang đục ra đây mọi người nhé. Các bạn ở đây thì bố mình đang đục ra đây. Còn đâu anh Tuyền đang bắt đầu vào một cái giai đoạn tiếp theo. Đó là bả mọi người ạ. Đây này, anh đã bả được gần như là hết cái lưng rồi. Hồi sáng rồi, bả gần như là hết cái lưng rồi. Dạ. Từ sáng. Từ sáng cái này là bây giờ gần 8 giờ hơn rồi nhỉ. Thì em vừa mở vlog thì em phải mở vậy chứ. Chứ. Bình thường thì em ham quay vlog vào sáng sớm chuẩn bị làm việc em quay rồi. Thế nào hôm nay? Dạ. Bà này nếu ổn không? Ổn chứ. Chứ anh chưa bảo ô tô rồi phải không? Nhưng mà anh bà gỗ rồi. Bà gỗ nó vẫn là cái nguyên tắc vậy thôi. Vẫn là cách bả, cách đưa dao vậy thôi anh nhỉ. Nãy Nam phải sang anh dạy anh cách pha. Cách pha đúng rồi, tại vì mỗi một cái loại bả nó khác nhau. Khác nhau về cách pha, tỷ lệ nó kia. Còn bả gỗ. Còn về cơ bản này mọi thứ nó vẫn đông giống nhau. Cách bả. Vâng. Bả gỗ phát bả luôn này. Không pha. Còn đúng rồi, có sẵn là nó gợn sóng rồi đấy, nó cào rồi đấy. Vậy đây là cái dao bả phải làm sạch này anh ạ. Vâng, đấy. Cái bả thì nó dai, cái bả E8 này, bả này em mua ở Quảng Yên đấy, nó dai lắm. Bả này dai à? Dai. Dẻo dai. Thuốc rồi thế chết đông cứng rồi tôi xem nào, em xem anh cách pha bả này. Em chưa nhìn thấy anh pha bả bao giờ đây, anh vừa học một phát là ăn luôn. Ăn luôn à? Ừ. Phát là được luôn, không phải ăn được cái này. Rồi ok, chỉ giúp đấy được chưa? Được luôn. Học phải nhanh thế nhỉ nhá. Đã đi học là phải nhanh. Thôi để xem phá cái pha này. Cái pha nó lúc pha phải gọn gàng đấy được đấy. Nhìn đúng là thợ nó phải khác bình thường anh em. Ngày xưa bọn mình mới bắt đầu quấy thì bọn mình mấy tung hết lên. Mấy nó gương vãi hết ra. Ừ. Là anh Tuyền là thợ khác. Mình một phát là triển khai luôn. Đây là đầu tiên anh cũng làm cái bài ô tô này mọi người ạ. Nhưng mà về nguyên tắc mọi thứ thì vẫn sẽ đúng cái này bảo. Hai thành phần phải máy đều với nhau. Đừng có chỗ có chỗ không, lúc mình bả vào chỗ khô chỗ không khô. Khô anh khô. Lần đầu tiên anh bả không biết nó có khô không? Có chứ, anh chỉ cần nó vàng đều là nó khô anh. Nên cho nhiều vàng thì nhanh khô mà ít vàng thì đâu khô. Nói chung mình là mới làm ấy mình cho ít thôi. Chỉ ít thôi. Mới nhiều quá nó khô nó chết nhanh không kịp xử lý nào. Mà nó sẽ không là tốt đâu. Là học. Mới cho nhiều quá thì nó giòn. Nó không có độ dẻo của bà. Rồi. Nghe chưa? Rồi. Ừ, đúng bột cho em bé ăn. Ừ. Đúng không? Em lớn ăn rồi. Nhưng cái này giống thôi, màu giống thôi, còn ăn thì không ăn được. Đẹp vậy. Thấy chưa? Rồi.
Cái này thì có mấy cái thịt thịt hơi nữa. Để thổi hết bụi ở cái gì sạn đá hay. Vừa nãy thổi qua được không? Dạ. Hôm nay nắng to đấy nhỉ. Yeah. Đúng rồi, ngoài trời có ai bước này. Đấy, bố mình cạo cái mình chơi rột lên. Lỗ to vậy cơ. Còn một phòng bếp. Nhớ là chỗ chứ. Thầy chuẩn nhựa vào để cho nó chuẩn. Đấy, công việc là như vậy mọi người nhé. Mọi người nghe tiếng cái máy mài bên nhà không? Bọn mình đang xử lý chiếc Pagani bên nhà. Thì đang bảo là ngày 1, ngày 2 sẽ có một video đầy đủ cho anh em xem về cái nội thất mọi người ạ. Tại vì là anh em sẽ không thấy được trong vlog của mình. Anh em phải thông cảm cho mình thôi, bọn mình muốn làm một video hoàn thiện nhé mọi người. Chỗ này đồ gì này, chỗ này cho bột cho nhỏ, cho nó quay vào được. Thôi, đấy, rán. Rán nó không có xuống. Cái này để to. Em pha được cái này. Ít quá. Là ít quá. Ừ. Thôi, vàng nhanh chết lắm. Em bị phát tình kia rồi. Đang chết, anh ở chiều em. Cho mạnh lên. Làm anh chỉ cách chỉ tầm này màu tầm này. Làm nó chờ vào đấy. Anh ngoáy bột này được chưa? Ok. Anh ngoáy này có đủ làm các em lau đúng chưa? Chưa. Chưa biết được, em không biết được. Phải hỏi các em. Em ơi. À cháu ơi. Dạ. Chúng ngoáy như này đã đủ làm các cháu lau núng chưa? Bên thu hồi nợ đấy. Dạ. 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 Tuấn Saki. Đó là Tuấn Saki. Bảo vậy đã được chưa em? Được. Ok. Thế là nó âm thắt là anh mà chưa được thắt được như đấy. Bao nhiêu đấy giáp chị? À, tức là mua giáp 320 đi. Ok ok. Thế thì nó cắt nhỏ dùng nó chất lượng. Nó cái nền nó sẽ đẹp. Lúc mình người vào xử lý là nó đẹp. Trong nhà làm sao rồi? Ok chưa? Được lắp chưa? Khoan lắm. Cái này sơn á. Sơn à? Sơn, sơn qua hả? À ừ, sơn qua mới nét được cái gì vậy? Một tháng à, một tháng luôn thì phải gần lưng thùng chắc. Lưng thùng gì? Nước hả? Cái kia chảy ra ngoài này. Nước này đắng như mật đấy. Cái này vỏ chanh nó đắng chứ mà. Ờ, vỏ chanh. Nước chanh để qua
Ui, vàng hết xe rồi. Vàng hết bên nào rồi? Ừ, cũng đã xong rồi. Nói chung là chơi nhựa đây. À. Nói chung là chơi nhựa đúng không? Cái nào? Vị trí đấy. Lỗ bụng. Đấy, kiểu thế. Anh trừ lại cái những tàu to ấy. Rồi, ok. Được rồi nữa. Bà về xong lại loa tiếp anh nhỉ? Bao chiều, khói quá. Mua để gấp 320 về để anh. Gấp? 320. 320 á? Cắt nhỏ thôi, làm cắt nhỏ dần tôi nó lúc mình phun nó nền nó mới được rồi. Vâng. Gắp ra xong một phát là kiếm tìm chỗ nào, điểm nào thì làm cái loại bẻ. Em có loại bẻ gì đúng không? Bẻ lá. Có bẻ đúng không? Vâng, có cả. Bố xử lý những cái kẽ thôi nhé, những kẽ quan trọng nhé. Kẽ tay cửa. Cái mày nó chịu chờ gì đó, mày là đồ vậy, cứ xử lý sắc nét rồi mà đấy là về nó ôm có nào thì là mình đi Thank you.
hết sạch cả thuốc, không còn loại nữa à? Hả? Đấy. Chưa ai chuẩn bị đi rồi. Đấy mình quay à? Không quay à? Ừ, ok. Chia xa hơn tốt hơn. Nếu ngày trên sân có qua để cho nó đồng bộ, nó đỡ nhìn thấy màu đỏ, màu vừa màu nhựa vừa màu bã thôi. Chứ mà mình cái này chưa phải là sơn gì.
không?
cho mua cái này ra một chút. Ô cái đấy. Anh cứ nhìn thực tế đây cũng được. Đây nó sát không? Này nó không co, nó còn bé hơn đâu, nó đều nhau đấy. Đây thì đầu này với đầu này đều nhau đi. Vừa nó hơn. Đấy. Đó, nhìn thấy mo bo tròn lắm đấy. Đấy thế nó bo mà. Bo ý là cái này đây này, cái đám này này. Lúc mà đắp thì cho cái này nổi lên một chút này. Mình vuốt, vuốt lên đấy. Còn dưới này bo vào là nó sẽ ra cái gì này, cái tội là. Cái đấy của nó của mình là vuông ở bên dưới. Còn nó bo từ ở bên dưới bo vòng này. Đúng không? Cái này cả một cái bảng của nó bo hết mà. Ừ. Rồi đây nó như kiểu một cái càng trước ấy. Ừ. Rồi tháo rồi nó bo hết thì mình là nó bị mình dưới là cái mặt cắt, mình làm mặt cắt ấy. Ừ. Làm sao ấy? Cái này rõ. Ừ, cái đây đặt thế. Tháo không? Mang đi đem ra. Mang ra ngoài kia. Thế là bây giờ là bây giờ đắp đây, tức là từ đoạn này có thể nuôi lên nhẹ đần hơn nuôi ra đây, xong là chỉ cần nuôi ra nó sẽ cái bo này sẽ bo được nhé. Không, chỗ này mình chỉ hơi vát chút đấy, cái góc này mình chỉ cần mài bầu đi, không mài đoạn này bo là từ đây lên là cái bên này mài cái kia nó hơi mỏng mỏng. Đây là ngày xưa cái kiểu cốt nó xét đắp nó hơi đúng là phải đắp một cái này, chính những cái chi tiết nhỏ mới là đẹp. Để vậy cái này chỗ nào chữa được là chữa luôn. Con xe này nghe cái cưa làm khung nữa cũng bị không tính là cái cây sắt khung dưới này còn phải bị cắt đi, đúng là cái hốc của nó phải rộng ra chút nữa, cái hốc của mình nào nó hơi nhỏ. Đây, hốc của nó to lắm này. Nhưng mà tôi hôm nay cũng được không? Bả đường này nên là nó sẽ ra đây, nó cũng bo rồi chứ. Rồi mai vậy là tốc độ bo hẳn lồi hẳn nó rồi. Cái này làm cho nó một đường vài đường nữa. Được. Còn chủ yếu là bả thêm không? Nè. Thế này. Được không? Sáng nào để mài tiếp đoạn này. Diễn biến vận hóa
Đây là một đống những cái chi tiết mà còn lại ở phía trên đấy. Đây đã xử lý khá là ok rồi, không quay em nữa thì đấy thì là toàn là sơn, nhưng mà mình đã vừa mài xong rồi nhé. Đây này, cái này chưa, vẫn phải bả qua mọi người ạ, chứ không phải là vậy là xong đâu. Đây này, cái này cái là cái mắt đèn này, cái hốc mắt đèn này mọi người ạ, anh em mình đang bả lại đây. Sao liệu có ra không chú? Ra được chứ. Cháu nghi lắm. Thật mà. Đây thì nghi lắm. Đâu phải cắt răng hả? Cháu nghi vậy, cháu nghe mà chú vô lắm. Thật. Thề. Cái này bên ngoài khô, cái này bên ngoài chôn rồi. Ơi. Khô là mới cắt. Chú này thì mới lót rồi. Khô là mới cắt. Khô là mới cắt. Cứ nghe cho anh đi. Cái này là cắt vợ xong rồi, sau này thiếu rồi mình mới gì, thiếu mình mới đắp thêm nữa. Ủa, nó còn xuống cái dưới này mà. Nghi lắm. Nghi thật má. Nghi thật chứ. Đây, đây còn ướt nhè với nhìn nhé. Ủa, mà cái mặt tiếp xúc với đất sét nhá. Hôm nay bao nhiêu hôm rồi? Hôm nay bao nhiêu hôm rồi nhỉ? Mất công làm khuôn đất sét rất là cẩn thận, mà bây giờ mà tháo ra mà không được thì thôi ấy. Thôi rồi, quyết định tháo ra. Đó là nghi nhưng mà tại vì là không, nó bị kéo, nó hút nước từ ở trong cái khuôn đất sét này vào này. Không được, chú lợi không kem nhé. Ai nhỉ? Tháo à chú? Được thì chú lợi không mua kem nhé. Tháo đi à? Tháo. Mình nhớ có chỉ diễn cái này không nhớ chú? Có ai này không? Cái này ở video này á? Nhớ thôi mà. À nhớ đó. Ừ. Cái cười nó đang làm video kia rồi. Không nghĩ là cái quay cảnh tháo ra này. Có chứ, quay cảnh cửa này của đường quay. Ok. Cháu nghĩ thật sự luôn. Hồi nãy anh em xem cái đoạn này, mấy đoạn căng thẳng này. Làm khuôn cái này ra nè. Nó còn không có dè rồi nè. Không. Nghi ngờ. Rất nghi ngờ luôn. Nhưng mà xong mà cái này xong mà ra là mình phải làm cẩn thận cái mặt khuôn này. Xong mà khuôn quá. Nhưng mà có được không? Nếu như đã nói. Được. Khô là được. Ê, chỗ này cậy ra khô thế. Chưa chắc nữa. Nói chung là mình không dám tháo ra luôn, mình phải để khoảng đến hôm nay là 4 hôm rồi nhỉ. 3 4 hôm. Đẹp đây, yên chi. Xịn luôn nhỉ. Rượu ra không chú? Vẫn cứ nghi là sao ấy. Hả? Nhỉ. Đây ra nha. Được. Đấy khô thì đây nó thì mặt tiếp xúc nó sét này. Nhưng hôm qua mà bóc luôn là hôm qua là hơi rủi ro. Ừ, hôm qua bóc này to nhá.
Dạ. Gãy đã ra hả? Gõ ra đã ra hẳn luôn luôn được má. Tôi nghi lắm. Ôi, ôi, ôi. Muốn phải có một cái cây đun. Cái nghi. Toàn ngó. Chạy đầu kia chắc con ra đấy. Nha. Rồi, đừng ra. Ra nào. Chơi đi. Oh yeah. Toàn. Toàn đâu xịn đi đi. Cơ này mà cơ quan trọng này. Đây, đi, đi. Quay quay góc, quay lấy này. Quay sâu vào được đấy, đấy. Đấy. Một, chưa, một 3 giây là được. 3 giây là được mà. 3 giây sâu toàn bộ mọi thứ là mà. Không nghĩ vãi chưởng đẹp kìa. Đây nghe trong vẫn nghe vậy đó ra vậy vẫn nghi vẫn nghi đi chịu phép thật đấy vậy ngon này các bạn. Sau đó là mình lấy khuôn này mà mình bắt đầu lại dán lại mặt trong, là lấy cái mặt trong đấy mới là cái sản phẩm cuối cùng nhá mọi người nhá. Hôm trước là sợ nói là bên trong cái này mà tiếp xúc ấy nó xét nó không khô, sợ nó đấy hôm nào mà bóc luôn là hỏng luôn đấy, để lâu để thêm mấy hôm. Đó là bình thường thì nó không tiếp xúc với nó xét thì khô là khô luôn đấy anh em ạ, nhưng mà tiếp xúc với nó xét thì nó bị như thế. Yeah. Ê, quay, mình đi, mình đi. Quay, đặt, đặt xuống. Hấp nóng hết rồi. Yeah. Nhưng mà cam gì nó chút không phải? Chút không chứ. Hở lên, quả hết. Thì mắt kín thôi, chứ còn trong cam kín lắm. Thì cái mắt đấy, mắt thế thì bên ngoài thì xoay mà rồi đất xét rồi chưa có vòi mà lấy rửa nữa. Còn chậm là cái phi anh em ạ, mà hôm nay là ok rồi nhá, lát nữa làm sạch sẽ là không còn nghi nữa rồi, lo lắm. Cô rồi này đã cậu cái nền này, cái mặt tiếp xúc vào đất mới lại nhựa đấy mọi người. Thế là nước ở trong đất sét nó hút lên, nó bị ảnh hưởng. Bị delay mất 1-2 hôm gì đấy của mình. Nếu mà hôm đấy bọn mình vội bọn mình tháo ra luôn thì coi như là hỏng, làm lại khuôn đất sét.
đấy, nhiều khi bội quá. Cái này là nó nếu mà bên ngoài thì nó khô ngay, nhưng mà vào đây kiểu cái đất sét nó cứ ẩm thế đó, lâu khô. Cô gấp 3 lần. Cái kia một cuốn cô kiểu mình đúc cuốn vậy nhỉ. Đúc cuốn đợt trước, hôm sau tháo ngay thì nhưng mà nó vẫn bị lâu khô. Cái kia chỉ một lúc thôi đấy, nó bị chấp hơi, nó bị kín nước hơi. Cái này mình lười quá, không loại mấy động vội á, không lấy vào sơn mà thì đó. May nhá, giống vậy đẹp chưa? Được đấy. Xin ơi, to anh kìa. À mà phải ráng là cái sợi bông thì tốt nhỉ. Có mà, vẫn còn mà. Nhà mình vẫn còn lắm. Còn sao? Có 8 lạng vẫn còn. Con này bắt đầu ráng là phải ráng sợi bông. Con này ráng sợi bông chứ không bổ. Không bổ. Con này ráng phải ráng sợi bông, ráng bằng tí một á. Tôi nhận cắt tất cả các loại chìa khóa. Mất một đoạn lỗi, mất cái lỗi này nè. Ừ. Cái này nó nhỏ quá, mài cũng nếu mà không đúc chỗ này mài cũng lỗi. Trước cái ốp động cơ cũng đúc mà, cái này mình xong phải bôi quá bà. Trước ngày xưa ốp động cơ mình bôi mỡ bò à? Nhờ sống cơ thử gần chết kìa. Mùa đúc ra màu xanh lè. Kiểu nó chạy chạy. Phùn cười. Kiểu nó xanh xanh đấy. Mới lại đổ nữa. Lại đổ tựa nữa. Cái này tốt nhất là cứ dán cái sợi nhỏ đấy. Cái này cứ làm nền cái này đẹp đi, làm sợi nhỏ. Đây là chú vừa tỉa xong đấy à? Đẹp thế nhỉ? Cái này là trong mình bắt đầu đúc cái mặt bên trong là mới là cái cốt lõi đó mọi người ạ. Cái này phải mài nhẵn đi, mài nhẵn đi xong bắt đầu là bả lại chỗ nào nó lõm, bả lại trong cơ đúc ra nó thành cái khuôn đẹp hơn. Chứ về hãm bị lồi lõm rồi chỗ hãm thiếu này. Vâng. Thì nó không ok lắm. Ê, Quyền ơi, em chuẩn bị hai anh bộ áo đi. Chuẩn bị áo quần lên đi. Rồi ăn được không? Ngon đấy. Ngồi đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Chắc là ngon. Ui, mệt quá chứ. Ngồi nghỉ ngơi tí đi. Cái này cái gì đấy? Cái gì đấy cho xem à? Thank you so much. Đừng có gì, không có gì. À, bếp. Ui, cái này. Đã tin tưởng vào lựa chọn sản phẩm bếp. Ui.
Kim Anh ơi, chắc cái này không ngon nó. Kim Anh ơi, ăn không Kim Anh ơi? Kim Anh ăn em Kim ơi. Chắc cái này không ngon nó. Xấu phải mua trên TikTok. Chát rồi má. Ui. Ủa, nước à? Xấu. Nước xấu à? Nước. Ô được tăng. Ê nước không phải, chắc không phải ăn. Phải nước rồi. Ê nước pha rồi. Pha nước rồi. Ô, ngon này. Pha nước được. Chứ ăn phải quả xấu. Pha nước ăn. Pha nước uống này. Quay video hoặc chụp ảnh sản phẩm. Thế để pha rồi chứ ạ. Không tao thấy người ta ăn thế này mà. Có cái này để pha rồi. Để cho cho mình thế này pha. Ăn nước uống mình tí nhỉ. Nhưng mà cái này quá xéo quá. Ăn không em? Nó nói. Uống xấu không? Thì nước này là đây là nước xấu à? Nước xấu đi. Trời ạ. Mời các bạn nha. Ăn như xấu mình ngâm đấy. À. Rồi ơi, xấu mình ngâm đấy. Cái này phải pha ra xong cái này cho vào quả vào cái cốc. Chú ý giống có phải ăn cái này đâu mà. Không lại ăn cái này á? Ừ. Ăn vậy mà. Xấu thì nó người ăn vậy mà. Thì nói những ăn vậy mà. Ăn vậy cũng được mà. Ăn vậy không phải kiểu. Hơi ngọt nhỉ. Cho thử cái này. Bây giờ. Cứ mà phải pha. Pha một cốc cũng 2-3 quả thôi nè nhỉ. Hơi ngọt nhỉ, đậm quá nhỉ. Quá khá rồi. Mới bận năm đâu. À rồi nó phí đi. Nước là uống có uống không không ngon. Ngon đi. Cái này gọi nước xấu rồi. Thôi nát pha uống rồi. Xấu giòn chua ngọt đấy chú. Mọi người nhé. Cái này để ăn. Mà pha. Cái nước này pha ra nước à, pha ra xong rồi cho cái quả này vào đấy như thường thường mình mua cốc xấu á. Đúng rồi. Mấy là chuẩn. Cơ này mua về. Bây giờ nha. Bây giờ cái gì cũng bán được nha. Thấy quả ăn hết xong rồi cái nước này lúc nó. Ô cái nước này làm gì vậy? Nước chấm. Bỏ chấm. Cái này mà bỏ ra bát xong rồi chấm từng quả mà tụi sẽ. Hơi ngọt nhỉ. Ngọt quá. Ngọt quá chứ hơi ngọt gì nữa. Cứ gì? Nội cái này là nước này ngon. Phải nước uống. Phải nước uống đi. Pha cái này phải pha. Ai ăn chỗ này? Đá không vậy? Đá rồi hả? Còn đá. Chua. Giòn lắm. Nước tội là chua. Ngọt nhiều quá. Ngọt quá. Ăn ngay vậy ngọt quá. Nó xít xít cổ. Nhiều đường. Mua lại. Nó phải không? Tối rồi nha. Không. Vừa thôi, uống xong hết rồi. Cái này mình mua cái nằm thì còn biết chứ nè. Hả? Đó ở đây mình chơi chủ nằm không biết nè. Mua trên mạng, bán đầy ngập. Cái gì đầy ngập? Lạnh. Đủ lạnh bán hàng ngập. Đây. Người ta dùng rồi ấy. Đây. Nhưng mà mình ở đây bán mua. Hàng đẹp. Cái này mới hay. Cái này mua ở trái xanh mà cũng kia móng quá 9 triệu à? Dạ. Yeah. Cho hết rồi. Bị vô nước làm gì thông quá. Đổ nước á. Ngon này. Thảo nhiều thế. Nó pha thì pha hết đi. Ồ nhiều đấy. Pha vừa còn đá vào nữa chứ. Cái nhạc xèo ấy. Đổ nhá. Đổ đi chưa? Ờ nước hình như nó phải cho thêm đường đấy hả? Gần đâu cho vào đá hả? Nó gói nhiều quá. Cô cho lại vào để cho nó ăn vào. Mà đá đi. Ngọt đó. Phải không? Hả? Cho thêm đường vào rồi. Cái này chỉ đủ 2 cốc thôi. Chắc vậy. Chắc người ta chỉ bán cho khoảng 2 cốc. Bao tiền? Không nhớ. À là vừa rồi mấy chục á. Có mùi xấu thôi chứ còn nước thì một ao rồi. Cái này cho đá vừa vừa lạnh đúng không? Nè, à, màu đây có màu đây, cho xin hơn à. Có màu được rồi. Khuấy lấy. Khuấy lấy. Cái gì vậy? Không được. Có mùi xấu. Có mùi xấu. Thả quá ơi, thả quá là lên mùi dậy luôn. Thả ơi. Thả như vậy. Thả gần hết rồi, nó chìm ở đấy. 16, mát mát. Mát mát nữa. Không, rồi uống vậy thôi.
Đấy, ngon rồi. Ngon ba rồi không? Vậy thì vậy thì không nên cho nhiều. Cháu tưởng phá là phải cho nước sôi phá. Nè. Nước này là được. Cái nào? Ai bảo nước vô sôi? Cái nào không đau bụng mà được. Dễ để rán. Dễ để rán. Vậy chưa? Dễ này nhiều cơ khí. Phải đi sáng. Kéo qua dễ mỏng mỏng. Có 16 anh em mình nhận ý cho chị khai. Ok. Yeah, bây giờ mình sẽ kết thúc vlog của em mọi người nhé. Của mình tối nay mình sẽ có một chút công việc nữa cơ nên là mình sẽ kết thúc sớm mọi người ạ. Rồi, mình sẽ đi Dubai. Ờ, cái này phải cho được một đôi. Ok, bye bye mọi người nhá. Yeah.